Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người vợ. Và có rất là nhiều người thắc mắc vì sao mà tôi làm những cái video dài như vậy. Các bạn không có hiểu được những cái gọi là những cái bí kíp trong nghề đâu. Nếu mà các bạn muốn biết tại sao, các bạn phải bỏ tiền ra đi học tôi mới đúng, chứ không thể nào mà hỏi tôi ngang ngang sơn sơn mà tôi nói ra được. Vậy thì tại sao có những nhà tư vấn khác nói chuyện mà cái người đó không thoát khỏi khổ đau nhưng tìm đến tôi nói được? Tại vì mỗi người đều có cách nói chuyện khác nhau, mỗi người đều có nhận thức khác nhau, mỗi người đều có cách truyền đạt khác nhau. Thì tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái sự hợp, thì thuốc thì không kể Bắc Nam, miễn chữa hết bệnh cho bạn gọi là thuốc hay. Pháp thì cũng chẳng có nói cao thấp, Đông Tây Nam Bắc, chỉ biết rằng pháp đó hợp với bạn thì được gọi là diệu pháp. Vậy thì trong trường hợp những người khách hàng tìm đến với tôi, thì những cái lời nói của tôi nó giống hệt như là vị đắng của lá đu đủ. Thì tôi không có phải là nói xấu, chửi họ hay là sỉ nhục họ gì hết, mà lời nói của tôi nó thẳng vào cái nội dung, nó đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, khiến cho cái người đó người ta tỉnh, và người ta thực sự là người ta giác ngộ, hoặc là người ta, dùng cái từ giác ngộ thì nó hơi mang cái tính gọi là cao siêu của bên Phật pháp quá, mà mình gọi là cái từ gì, tỉnh mộng này, tỉnh cơn mê này, hoặc là người ta hiểu được đúng ra vấn đề, hiểu ra được cái point, cái trọng tâm, cái hồng tâm của cái sự việc đó. Thế nên là họ sẽ cảm giác như rất nhẹ nhàng. Thời gian gần đây, khoảng mấy đêm nay liên tục, thì tôi có tư vấn thành công cho một cái ca người thứ ba. Và có thể nói đây là người thứ ba mà sang sộp trong rất là nhiều năm, mà thỉnh thoảng tôi mới gặp một người như thế này thôi. Một năm tôi gặp một hai người thứ ba sang sộp như thế này thôi. Tức là họ đặt cái thời gian rất là nhiều để tư vấn, để cho họ thoát khỏi nỗi đau, giúp cho họ vượt qua những nỗi đau khi mà họ đang có những nỗi đau xâm chiếm mà họ dường như không thở được. Thì cô đặt cho tôi là hình như là gần 10 ngày ấy, mà tôi 5 ngày là đã gỡ xong, cười rồi, cười tươi vui rồi. Chính vì lấy lại được tinh thần nhanh gấp như thế nên là tôi mới nói rằng thôi cứ đi chơi đi, rồi khi nào buồn thì gặp tôi tiếp, chứ bây giờ vui rồi nói làm gì cho nó tốn tẻ. Đấy, tôi là thẳng thắn như vậy. Tôi luôn nghĩ ra cái cách làm sao để các bạn được lợi ích nhất khi tìm đến với tôi. Và tôi cũng sẽ đưa ra cho các bạn những cái hướng để các bạn nhanh thoát khỏi những cái sự khổ đau. Và có rất là nhiều người thắc mắc rằng tại sao tôi lại làm một cái video dài như thế, sao không nói những vấn đề trọng tâm. Nếu các bạn là cái người đi học tâm lý để mà nghe những video của tôi, để mà tìm cái cách làm sao giúp cho khách hàng, thì không thể tự nhiên mà tôi lại chia sẻ cho các bạn một cách hơi hơi như thế được, để mà tìm ra cái câu hỏi tại sao bạn phải đóng học phí để mà học những cái điều mà tôi đã học và tôi chia sẻ cho mọi người chứ, đúng không? Ai cũng có những cái bí kíp, những cái chiêu thức, những cái cách thức dành riêng cho cái nghề nghiệp của họ. Thì bạn đừng có nghĩ rằng họ ngu mà họ làm điều đó, mà chỉ cần biết rằng tại sao mình không biết làm mà họ lại biết làm. Đấy là vấn đề của bạn á. Còn bây giờ trong cái trường hợp của chị này, thì chị á mong muốn rằng tôi truyền cho chị một cái loại động lực để chị mạnh hơn trên cái tiến trình thành công. Và tôi đã hỏi chị rồi, tại sao chị không đi tư vấn cái nhà tư vấn đó, sao chị không đi học theo cái phong cách của người đó. Bởi vì tôi nhìn thấy cái chị này thì tôi đã biết là chị này sẽ phù hợp với cái dạng người đó, dễ gì chị tìm đến với tôi. Các bạn biết tại sao không? Thứ nhất là cái lời nói của tôi nó đắng như là thuốc đu đủ, cái lá đu đủ vậy đó. Nhưng mà cái loại lá đó nó lại trị được những cái căn bệnh gọi là u ác tính, ung thư, và ngưng những cái sự phát triển của tế bào ung thư, làm cho các bạn bớt đau đớn. Vấn đề ở đây á, là những người tìm đến với tôi là những người đã bị bệnh nặng rồi, và những cái ca gọi là ca mà gọi là cứng đầu cố chấp và rất là khó chỉnh sửa họ mới tìm đến với tôi. Còn những ca nhẹ họ sẽ không tìm đến tôi. Bởi vì sao? Những người như vậy thì tâm lý thường hay yếu đuối, và họ sẽ muốn tìm đến với ai vuốt ve, xoa dịu cái nỗi đau của họ một cách nhẹ nhàng. Có những người không thể chịu được cái cách làm việc của tôi, không có chịu được cái liều thuốc mạnh. Thì cái đó là tùy vào cơ địa của mỗi người, chứ tôi không có nói là tôi đúng hoặc là những nhà tư vấn khác sai. Tuy nhiên thì chị này cũng đã đi học và đã được những nhà tư vấn khác nâng đỡ, nhưng mà chị vẫn không vượt qua được tâm lý khổ đau. Chính vì vậy chị cần có những cái lời nói để mà khiến cho chị phải sáng con mắt ra, tỉnh giấc mộng, nhìn vào trọng tâm, và không làm cho chị bị gục ngã. Bởi vì cái tính của chị ấy, khi mà nói chuyện với tôi mới nhận biết à, chị sao chị cứ xà quằng riết, rồi cuối cùng chị lại quay lại cái điểm mà như thế, tại sao chị cứ sợ như thế. Chị đang ở trong một trạng thái sợ người thứ ba. Các bạn nghe không? Chị đang sợ người thứ ba, và chị đang cảm giác như mất tự tin khi mà chồng chị nói với chị rằng chồng chị mất
cảm xúc khi ở bên cạnh chị. Và từ khi anh nói câu đó thì anh không còn quan hệ tình dục với chị nữa. Và bản thân anh này vẫn đang lén lút đi đến một nơi mà chị này thì chị ở nước ngoài. Thì các bạn biết rồi đó, ở Việt Nam thì mướn người đi theo dõi thì nó rất dễ, ở nước ngoài thì khó các bạn. Và nước ngoài có những chuyện mà chúng ta đi theo dõi thì nó lại xâm phạm đến cái quyền riêng tư cá nhân của mỗi người. Thế nên là chị này chị không có bằng chứng, nhưng mà chị quan sát thì chị có cảm giác như là chồng chị đang ngoại tình, đang phản bội chị nên chị rất đau lòng. Mà hỏi anh á thì anh chối và anh không có đưa ra những cái gọi là muốn bỏ chị này, đưa ra những cái lý do mà giống hệt như anh muốn bỏ gia đình hay gì hết. Mà anh chỉ có nói là ngày xưa vì họ đến với nhau không có nhiều tình cảm nên là bây giờ những cái vấn đề đó nó phát sinh. Thì tôi mới động viên chị, tôi chia sẻ với chị về ngày xưa mình không có yêu nhau nhiều, thì bây giờ ngày nay mình ngồi lại mình nói chuyện với nhau để làm sao mình có thể yêu nhau được. Ngày xưa cho dù mình không yêu nhau mà cha mẹ mình ép lấy nhau, mà mình đã sống với nhau và mình đã có con và mình đã sống với nhau hơn chục năm, nếu mình không bỏ nhau thì chứng tỏ là chúng mình không quá tệ. Vậy thì ngày hôm nay mình sống lại cho tốt hơn. Ngày xưa mình chưa tốt thì ngày hôm nay mình nhận ra mình cảm thấy tốt hơn. Và bản thân chị đã là cái người mà đi học nhiều khóa học, chị đã có cái tinh thần vun đắp và xây dựng và chỉnh sửa chính bản thân chị. Thì chị cũng sẽ cần phải nói với anh rằng là ngày xưa em không có hiểu về cái vấn đề về tình yêu hôn nhân gia đình nên em có những cái cách cư xử không đúng và em cảm thấy là có lỗi với anh. Bây giờ ngày nay em đang chỉnh sửa thì em hy vọng rằng anh sẽ cùng với em để xây dựng lại. Còn khi mà em đã cố gắng đi xây dựng lại mà anh lại cứ nói về ngày xưa thì ngày xưa chúng ta không có sửa được, mà chúng ta chỉ có thể sửa được từ ngày hôm nay thôi. Và chị hãy lấy cái câu chuyện giống như tôi đó, giống như tôi chia sẻ với chị trong ngày hôm nay đó, là chị đã từng thấy một người không có tình yêu đến mà họ xây dựng thành một gia đình vẫn hạnh phúc, vẫn không có phản bội, không có ngoại tình. Còn có những cái người mà yêu nhau 4 năm trời rồi lấy nhau xong rồi 3 tháng bỏ nhau, xong rồi sao? Xong rồi họ vẫn cứ tơ tơ tưởng tưởng đến nhau, vẫn nặng lòng với nhau. Và người vợ kia làm cách nào để mà dập tan đi bóng đêm quá khứ của người đàn ông mà cứ nghĩ về người tình cũ? Họ không nói gì về cái người tình cũ hết, họ không nói xấu người tình cũ, mà họ cũng chẳng đề cao họ, mà bản thân họ cứ sống vui vẻ, cứ vun đắp cho cái hiện tại của họ. Thế là dần dần mình kéo cái người đàn ông ở cùng với mình về thắp nến cùng với mình, thổi bánh kem cùng với mình, chứ không phải là để cho họ ở trong bóng tối với những cái quá khứ mà họ cứ sờ quằn trong một cái vòng lặp tiêu cực như vậy. Mình không quan tâm, mình không sợ hãi người thứ ba là ai, mình vẫn là ở trong nhà của mình. Người đàn ông đó là chồng của mình, chồng mình thì mình sai, chồng mình thì mình xài, chồng mình thì mình sử dụng, mình không có sợ ai hết á. Tại vì khi mà người ta vẫn còn đang ở trong vòng tay của mình, đang ở trong cái phạm vi mà mình có thể nhìn thấy thì mình chưa có hết cơ hội ha. Còn người đàn ông đó, người ta nói với chị một câu thôi mà chị đã liệt cảm xúc, chị đã liệt tất cả mọi cái sự cố gắng. Khi mà chị làm điều gì đó, chị đều nghĩ đến câu nói của anh ta. Vậy cho em hỏi nè, trong cuộc đời, suốt cái đời làm vợ của chị với anh ta thì chị đã nói những cái câu như thế nào khiến cho anh ta tổn thương? Đó. Bản thân chị mắc kẹt vào trong cái câu nói của người đàn ông. Vậy thì hỏi đàn ông là chồng của chị á, rất nhiều năm nay chị sống trong một cái bản ngã rất là lớn, ví dụ như là chị xem thường chồng này, chị kiêu ngạo này, rồi chị có cái bản ngã rất lớn, chị đe nạt chồng này. Khi mà chồng chị chưa nói với chị câu này thì chị không có nghĩ rằng cái gia đình của chị sẽ tan vỡ. Và khi chị phát hiện ra chồng chị có những cái biểu hiện rất là đáng nghi ngờ, gần như là chồng chị đang ngoại tình, thì chị bắt đầu đi học rồi đi chỉnh sửa bản thân. Và chị nói rằng bản thân chị đã chỉnh sửa rất nhiều. Thì khi mà chị gặp tôi á, thì tôi vẫn có cái cảm giác tôi khó chịu khi nhận chị nha. Cái đó là tôi nói thẳng á. Vì khi mà tiếp cận với chị á, chị có vẻ cao ngạo làm sao á, chị có vẻ rất là kỹ lưỡng, chị có vẻ rất là đa nghi. Thế nên là tôi mới nói với chị rằng chị sao chị không tìm đến cái người đó đi, thì người đó sẽ giúp được chị. Khi mà nói đến cái người đó về cái giá phí tính làm sao thì tôi biết hết, và cái phong cách của người đó như thế nào thì tôi cũng biết hết. Thì chị đã nói là chị đã đi rồi ha, chị đi rồi mà chị tìm đến với tôi mà tôi vẫn còn có cảm giác khó chịu như vậy thì chắc là lần đầu tiên chị sẽ không tìm đến tôi là đúng. Bởi vì sao? Cái tính của chị sẽ không chấp nhận được những cái lời nói thẳng thắn như tôi. Còn cái vấn đề mà đi vào trọng tâm của chị là chị đang bị mắc kẹt ở cái vấn đề là chị tự sợ hãi và chị đang bị tê liệt hoàn toàn vì luôn luôn ám ảnh cái câu nói chồng chị nói với chị rằng anh ta đã hết cảm xúc với chị rồi.
hết cảm xúc. Thì tôi mới nói với chị rằng cảm xúc là một cái trạng thái rất là tự nhiên, không có thể rèn luyện được. Mà chúng ta chỉ có một cách là tự nhiên ở bên cạnh nhau, chúng ta xây dựng một cách tự nhiên thì cái cảm xúc đó tự nhiên sẽ quay trở lại. Hết thì mình có thể xây lại được. Trừ khi nào người đàn ông đó chết thì chúng ta không xây lại được thôi. Còn có những người bỏ nhau rồi, người ta vẫn quay lại với nhau được. Rồi có những người ly hôn rồi, người ta vẫn có thể kết hôn lại. Và có những người ly thân mà người ta vẫn có thể ở với nhau và người ta vẫn xây dựng lại với nhau và người ta không ly thân nữa và người ta cũng không ly hôn. Thế nên là có những người trước đây rất là ghét nhau nhưng mà lại yêu thương nhau. Và có những cặp vợ chồng không thể thấu hiểu nhau nhưng mà do cách nói chuyện, chia sẻ thì họ dần dần hiểu nhau hơn. Họ xóa tan đi những cái mặc cảm, họ xóa tan đi những khổ đau và họ quên dần đi những sự tổn thương của người khác dành cho mình. Cái lời xin lỗi thì nó cũng cần thiết đó, nhưng mà trong cái cách chị nói chuyện với tôi thì tôi đã chỉnh sửa cho chị những cái câu mà chị nên nói. Mình nói làm sao cho nó khôn ngoan, cho nó hay và cho nó được việc của mình, mà cũng là cái cách để mình trị chồng mình nữa. Người như vậy mới gọi là cái người có bản lĩnh, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng quỳ xuống đó và xin lỗi chồng mình thì chồng mình sẽ yêu mình đâu. Cái câu chuyện tình yêu hôn nhân của các bạn, các chị ấy, nó tồn đọng mấy chục năm, 10 năm mà các chị đi tư vấn em 1-2 tiếng, em đảm bảo là em và thậm chí có nhiều nhà tư vấn giỏi cũng không thể làm được cho các chị đâu. Thế nên các chị cần phải theo học một khóa học hoặc ít ra các chị theo em làm thân chủ đặc biệt. Có những tình huống khi các chị đã theo em 1 tháng, thấy có kết quả thì theo tiếp, còn cảm giác như các chị mà khựng khựng lại, cảm thấy không 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 tiến triển hoặc là không tốt thì các chị cũng không nên theo em nữa. Bởi vì cái loại thuốc đó mà nó không tốt cho các chị thì chắc chắn là không phải đúng thuốc rồi. Chứ đúng cái thuốc đó là uống vào là hết bệnh ngay. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Nếu mà mình đi theo thầy đó, bệnh thì mình vái tứ phương, mình đi theo thầy đó, người đó tư vấn cho mình. Nhưng mà hợp với ông chồng của mình hay không, nó lại là chuyện khác nữa. Có những vấn đề là cái người đi tư vấn không phải là cái đối tượng cần chỉnh sửa, mà là cái đối tượng người đàn ông là người cần chỉnh sửa. Nhưng sau một thời gian tư vấn thì người đàn ông đã chỉnh sửa được rồi, nhưng mà người vợ hoàn toàn không thể thay đổi được. Các bạn thấy không? Có những cái sự cố chấp của những cái người gọi là học cao, bộ não rất là thâm thúy, học đến trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nhưng mà tự chữa lành cho mình không có chữa được. Chồng thì đã hết bệnh, chồng đã bỏ người thứ ba rồi, nhưng mà chính cái người đàn bà đó lại mắc kẹt trong cái vấn đề của bản thân. Và đối tượng như vậy thì rất dễ làm cho người đàn ông chán. Vì sao? Người đàn ông nó có cảm giác như họ dần dần biến thành một gọi là một cái con virus, một cái con vi khuẩn để cho người đàn bà đó luôn luôn cầm cái gọi là cầm cái kính lúp để mà đi soi. Đi soi lúc nào cũng bị trong cái tình trạng sống soi như này, người đàn ông không chịu nổi. Đó, có một số cái trường hợp khi mà những chị đó tìm đến với tôi thì tôi đã khai thông não cho chị. Có những cái video tôi đã thực hiện rồi ha, nhắc ở đây thì nó dài lắm. Thì trong những cái trường hợp khi mà khách hàng tìm đến với tôi thì trong quá trình tôi nói chuyện, tôi sẽ cung cấp cho cái đối tượng khách hàng đó những cái vấn đề mà họ cần giải quyết, họ cần khúc mắc, họ cần tháo gỡ ngay. Và những cái khúc mắc đó làm cho họ khổ sở thì lập tức tôi đưa ra cho họ phương án. Không cần phải suy nghĩ lâu. Có những trường hợp họ có muốn nói chuyện điện thoại hoặc là họ tư vấn trong đêm hoặc họ nhắn tin thì tôi đưa ra những cái phương thức tháo gỡ cho họ. Và mới gần đây tôi vừa mới thành công cái ca dành cho người thứ ba, thì người thứ ba đó thành công khá là mỹ mãn. À, có nghĩa là quên nhanh, không có đau khổ nữa và sống một cách hết sức là thoải mái. Tức là người ta tháo gỡ được những cái nút thắt trong tâm lý của họ. Còn cái chuyện mà nói á, để mà nói qua qua nói cho nó qua, nói cho nó hết thời gian á thì ai cũng nói được hết á, nhưng mà làm cho cái đối tượng kia thật sự có thể buông được hay không lại là một vấn đề khác. À, như ngày hôm nay tôi cũng nhận được 2 lá thư rất là dài của một người đàn ông và một người đàn bà gửi cho tôi, và họ muốn tôi đưa ra cho họ một cái lời khuyên nên làm như thế nào. Nếu mà các bạn muốn đi tư vấn thì các bạn vui lòng đặt thời gian cho tôi, bởi vì nguyên cái khoảng thời gian mà khách hàng đặt tôi, tức là họ chuyển khoản cho tôi rồi và đặt thời gian của tôi còn làm không hết việc. Vậy thì khi mà tư vấn miễn phí cho các bạn thì tôi lấy đâu ra thời gian để làm cái việc đó ha? Các bạn phải hiểu. Một vấn đề nữa là những cái chuyện tình yêu hôn nhân gia đình á, mà nói chơi chơi á, thì các bạn đảm bảo không thoát được, các bạn vẫn khổ đau. Vậy thì nói làm sao để các bạn buông chấp, các bạn không còn khổ đau lại là một cái việc mà không phải ai cũng làm được. Chính vì vậy các bạn tìm tôi đúng không? Nếu mà tôi không làm được cái việc gì có ích cho xã hội này thì không có ai tìm tôi rồi. Tôi không phải tự mãn mà tôi nói ra cái vấn đề là cái sở trường của tôi là như thế. Tôi đã giúp cho nhiều người đàn bà đạt được những cái giá trị như vậy. Thế
Những video các bạn đang xem là những video mà tôi đã tư vấn thành công cho khách hàng, hoặc là khách hàng đó đang là người mà được tôi chăm sóc để mà đưa đến cho họ những cái giải pháp bình an và giúp cho họ thoát khỏi cái trạng thái đau khổ khi mà vướng mắc vào những vấn đề trong hôn nhân và trong tình cảm mà chính bản thân người đó xoay sở một mình không có được. Trong trường hợp của chị á, bản thân chị không nên để cho chồng chị lạc vào quá khứ. Tức là chồng của chị hay nói về quá khứ, nhưng mà chúng ta đang sống ở hiện tại mà. Chúng ta đang xây ở hiện tại. Đó, cái vấn đề của chị là chị cần phải đưa anh ta về đúng cái ngày hôm nay. Tại vì chị với anh ta đang sống trong ngày hôm nay, nên đừng có nói cái ngày hôm qua hôm kia gì hết. Mà bây giờ chị cần phải làm như vậy để mà chị kéo anh ta sống thật với chị, chứ không phải là sống ở một cái nơi nào đó. Đừng có nguyền rủa bóng đêm. Chỉ cần chị thắp lên ánh sáng, đủ sáng là được. Đừng có lôi người thứ ba nào vào trong gia đình của chị. Chị đang ở trong nhà của chị mà chị còn sợ nó, tức là người thứ ba, thì nó nào đâu sợ chị. Nó sẽ lấn áp chị, vì bản thân chị yếu hơn nó, chị mới sợ nó. Còn chị mạnh hơn nó, chị không coi nó là ai, và chị cũng không quan tâm nó là ai. Chị không cần biết nó là ai, chị không cần tìm nó là ai, mà chỉ cần chị sống bên cạnh chồng chị vui vẻ. Chị chỉ cần sống một con người tự tin, không có cái gì gọi là tiêu cực, thì chính cái điều đó sẽ là cái điểm kết nối giữa chị với chồng chị. Không có nên bận tâm đến người thứ ba là ai, cũng không nên quan tâm người đó là người như thế nào. Cứ ngồi nói chuyện về ngày xưa để làm gì? Ngày xưa không yêu nhau thì bây giờ làm sao để cho mình yêu nhau hơn? Rồi ngày xưa chúng ta không tốt thì bây giờ chúng ta làm gì đó để cho chúng ta tốt? Đó, đấy mới là cái vấn đề mà chúng ta cần giải quyết, chứ không phải là ngày hôm nay chúng ta nói về ngày xưa để rồi ngày hôm nay chúng ta không được hạnh phúc. Chị hiểu ý em nói không? Em truyền đạt với chị ý này là cái ý cốt lõi trong những cái vấn đề mà hàng ngày chị vẫn gặp. Cứ ngồi nói chuyện ngày xưa rồi đào bới về ngày xưa rồi làm cho anh ta lại nói rằng anh ta mất cảm xúc với chị. Thì đừng có nói chuyện về ngày xưa nữa, nói chuyện về ngày hôm nay nè, tương lai nè. Nói về những cái điều mà tốt đẹp cho chị và cho mối quan hệ của anh chị á. Đấy là cái điều chị cần ha chị ha. Thì bây giờ thì chị cần phải suy nghĩ một cách thoáng ra, không có phải tập trung về những cái điều mà suy nghĩ như vậy, nó tiêu cực lắm. Và chị đừng có sợ là anh ta sẽ bỏ chị. Cái câu nói của anh ta nói trong cái lúc mà anh ta nóng giận, hoặc là cho dù anh ta có người thứ ba đi nữa, thì anh ta mất cảm xúc với chị là lẽ rất là bình thường. Vậy thì mình làm sao để lấy lại cảm xúc của anh ta với mình? Không phải bằng cái chuyện mà mình đi nói xấu người thứ ba, hoặc mình đi rình anh ta, mà bản thân mình phải thay đổi làm sao để mình có cái cảm giác và làm cho anh ta có cảm xúc với mình. Đấy mới là cái chuyện quan trọng. Không cần quan tâm ai đã cướp đi cái cảm xúc mà khiến cho anh ta không còn cảm xúc nơi chị, mà chỉ cần chị thay đổi làm sao để cho anh ta vui. Mình nói chuyện với người đàn ông đó như một người bạn, đừng có thúc đẩy vội vàng trong cái vấn đề là cố tình làm sao để mà ngủ với chồng, cố tình làm sao để quan hệ tình dục với chồng. Em chia sẻ với chị một cách thẳng thắn, thỉnh thoảng đi ngang qua anh ta, ôm anh ta một cái rồi thả anh ta ra nha. Ôm rồi thả ra nha, chứ không có ôm liền và cứ đứng đây hoài. Chị đừng có để cho anh ta thấy rằng chị lụy anh ta, thì chị sẽ là cái người dẫn được anh ta. Còn chị mà để cho anh ta thấy rằng chị lụy anh ta, thì chắc chắn là chị sẽ không bao giờ dẫn được anh ta. Đấy là những cái nghệ thuật và những cái cách mà làm cho người đàn ông yêu người đàn bà. Nhiều người đàn bà không biết yêu người đàn ông nên đâm đầu vào yêu người đàn ông, rồi làm tất cả mọi thứ như là một người ô xin, như một người giúp việc, để cho đàn ông thấy mình tội mà yêu. Thì đấy không phải là tình yêu, đấy chỉ là sự tội nghiệp. Tội quá đi, thấy cái người đó tốt, tội quá đi, tội nghiệp quá đi, nhưng mà sự xúc cảm, sự rung động trong người là không có. Đấy không phải là cách yêu của người đàn bà khôn. Cái người đàn bà như vậy chỉ là làm việc, chỉ là người tốt. Mà tôi nói thẳng với các chị là đàn ông nó không yêu người tốt, nó chỉ yêu cái người nó thích thôi. Thế nên là nếu bạn không phải là cái người đàn ông họ thích, thì bạn có là người tốt đi nữa, anh ta cũng không yêu bạn. Trừ khi nào anh ta ốm lẫn liệt lú mà lăn trên giường mà chị chăm sóc á, thì anh ta ngồi anh ta nghĩ lại tất cả những người đàn bà đến với cuộc đời anh ta, không ai tốt như anh chị, không ai tốt được như chị. Thì nhiều khi anh ta hả rơi dòng nước mắt ra, vì sao? Vì lúc đó anh ta cảm giác như là trên đời này không ai tốt bằng chị. Chị chính là bà tiên, chị chính là bà Phật đến với cuộc đời anh ta. Thế thôi, còn chưa nói rằng cái cảm xúc mà anh ta yêu chị là như thế nào đâu. Vẫn có những người đàn bà tốt mà chồng không yêu, vẫn có những người đàn bà đẹp mà chồng không yêu, vẫn có những người đàn bà cả một đời hy sinh cho chồng, tốt với chồng nhưng chồng vẫn vong ơn bội nghĩa. Vẫn có những người đàn bà có công mà chồng vẫn phụ bạc. Vì sao? Vì họ không có yêu người đàn bà đó.
đàn ông người ta chỉ yêu cái người đàn bà họ yêu thôi, chứ không phải là các chị cho rằng các chị tốt, các chị làm việc nhà cho giỏi, vô các chị nấu ăn cho thật ngon cho chồng các chị yêu. Các chị làm những điều đó thì không phải bởi vì người ta yêu các chị, mà chẳng qua là vì người ta tội các chị, nó thế thôi. Còn bây giờ tình huống của chị ấy, thì cần phải xây dựng từ từ, và những cái thái độ hành vi tích cực của chị ấy, trong cuộc sống hôn nhân nó sẽ làm cho chị có cái sự tự tin hơn. Từ khi mà chị biết được chồng chị nói cái câu như vậy là tinh thần chị suy sụp nè, chị lo lắng nè, lúc nào chị cũng có cảm giác như là chồng chị hình như là đang chuẩn bị cho chị gọi là một cái tư thế bình an để anh ta rời bỏ. Nếu mà anh ta làm như vậy thì chứng tỏ anh ta cũng là người tốt, nhưng nếu anh ta không làm như vậy thì chị đang sống rất là tiêu cực. Vì sao? Chị đang sống và đang chuẩn bị những điều tồi tệ đến với chị. Chị có nghe em nói từng câu không? Chị đang sống trong những ngày tháng lo sợ và lo sợ những cái điều tồi tệ đến với chị. Chị sống như vậy là thua, chị sống như vậy là sống sai. Chị hãy cứ vui vẻ, tích cực đi, khi nào nó tới thì nó tới. Mình không có biết ngày mai nó sẽ như thế nào để mà mình ngồi tính. Thứ nhất là em cũng chia sẻ với chị, thứ nhất là mình cần phải có công việc. Thứ hai, mình cũng phải cần có gọi là chút riêng tư nào đó cho cái sự thành công của chính bản thân. Ví dụ như là mình không có thành công nhiều thì mình cũng thành công ít, nhưng mà đừng bao giờ để cho chồng thấy rằng mình không làm gì, mình không có được niềm vui trong cuộc sống. Thì tất cả mọi thứ khi mà chị không có niềm đam mê gì á thì chị chỉ có tập trung vào đàn ông thôi, mà chị tập trung vào người đàn ông là chồng chị rất là ngột. Chồng chị cảm giác như chồng chị đang bị soi, chồng chị có cảm giác chồng chị là vi khuẩn, lúc nào đi đâu anh ta cũng bị chị dòm ngó rồi xăm soi rồi quan sát rồi quản lý rồi giám sát, rất là ngột chị nha. Thì chị nên có những cái phút giây phân tán vào những việc khác, chứ không phải lúc nào đầu óc chị cũng chỉ nghĩ đến chồng. Và cái tâm lý chị lo sợ mất chồng á, mà anh ta biết được thì chị lại không phải là một người phụ nữ tự tin. Mà người đàn bà làm cho người đàn ông thích á, là bởi vì người phụ nữ đó bí ẩn và người phụ nữ đó có những cái điểm hút, điểm trọng tâm mà người đàn bà lôi cuốn được người đàn ông, đó chính là vui vẻ, tự tin và không có lo sợ mất người đàn ông đó. Vì khi mà chị thường xuyên cứ muốn hỏi lại anh ta xem là hôm nay anh đã thấy em tốt hơn ngày hôm qua chưa, rồi anh cảm thấy em thay đổi như thế nào, chị đừng có hỏi những câu như vậy. Chị hỏi như vậy không khác nào là ngày nào sau khi chị đi thẩm mỹ xong, thẩm mỹ sắc đẹp xong á, chị trùng tu xong, ngày nào chị cũng soi gương hết. 8 giờ chị vô soi cái, 9 giờ chị vô soi cái, 10 giờ chị vô soi cái. Tại vì sao chị soi như vậy? Chị thiếu tự tin, chị lo sợ, chị mới phải kiểm tra lại xem cái dung nhan của mình, cái mũi của mình nâng lên nó có bị lệch hay không, đúng không? Cái răng của mình gắn vô nó có bị rớt ra không? Thì có phải là chị đang lo lắng không? Chị càng hỏi anh ta như vậy, chị càng muốn biết cảm nhận của anh ta về chị như thế nào, thì chị càng phản ánh cho anh ta thấy rằng thế giới nội tâm của chị đang run rẩy vì lo sợ. Thế nên đừng có tập trung vào những cái điều vụn vặt để rồi mà vỡ nát đi những cái điều lớn lao hơn trong cái vấn đề chị đang chỉnh sửa hôn nhân chị nhé. Khi mà chị tìm đến với tôi, chị tìm đến với một cái tâm rất là thiện chí, là một người phụ nữ có nhiều tính xấu, bản ngã, nói nhiều, cằn nhằn, tự cao và không có biết thương chồng. Thì bây giờ chị đã trở thành một người như thế. Tuy nhiên là lần đầu tiên tôi gặp chị thì tôi cũng hơi có vẻ như là ớn ớn. Tại vì tôi thấy người phụ nữ này kiêu ngạo quá đi, người phụ nữ này có nhiều cái năng lượng, có nghĩa là những cái nguồn năng lượng khó gần. Thì tôi nghĩ là cái người sống chung với họ cũng mệt mỏi lắm đây. Cái kiểu người phụ nữ này cũng làm cho chồng mệt mỏi lắm đây. Nếu mà chồng của chị mà gặp một người phụ nữ ở Việt Nam mà tính cách giống như tôi, thoải mái, linh hoạt như tôi, thì chắc chắn chồng của chị sẽ rớt vào tay kẻ đó. Đây là lời nói thật mà những chị ở nước ngoài, gọi là thế giới lady first, những người đàn bà sống ở nước ngoài luôn được chồng yêu thương và tôn trọng, và chồng khá là chung thủy và có trách nhiệm trong hôn nhân, thì những người phụ nữ đó cũng cần phải học những cái kiến thức để mà mình được hạnh phúc bền lâu hơn trong mái ấm gia đình. Đặc biệt là có những cái trường hợp khi mà người đàn ông nào đó vô tình gặp gỡ, quen biết một người phụ nữ, có lẽ là tính cách của họ thoải mái và thoáng hơn với người vợ, rất là khó ưa, khó chiều và lúc nào cũng chảnh chẹ, kiêu ngạo như thế kia, thì người đàn ông đó sẽ có một chút hương tình, bị rung động, bị xao động bởi vì những cái điều mà người ta không có tìm thấy ở nơi người vợ mà họ đang cùng sống chung. Thì đây cũng chính là một cái bài học để nhắc nhở chị rằng có những lúc mình phải thay đổi để mà cuộc sống hôn nhân của mình được tốt đẹp hơn. Nếu bản thân chị đã nhận ra những sai lầm về tính cách của mình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng thì mình sửa lại chị ha. Không có cái gì là mình nghĩ rằng đây là
cái phút cuối là anh ta giúp cho mình tỉnh lên rồi anh ta bỏ mình. Chị đừng có nghĩ như vậy, chị chưa cố gắng hết sức, chị chưa làm mọi việc nó mỹ mãn, chị chưa gặp được một người thầy hướng dẫn chị một cách đầy tích cực, thì tâm lý của chị cứ ngổn ngổn ngang ngang vậy là không được. Mình không có nên lửa lạc nửa mỡ, mà mình lên đi một con đường và hướng đến một mục đích thôi. Chứ mình cứ vừa đi mình cứ ngó lại sau, mình đi mình ngó lại sau, mình sợ hãi, mình không tự tin, mình đang phân vân, mình đang lo lắng. Nên là mình chỉ làm một hướng như thế thôi. Mình muốn xây dựng, mình muốn chỉnh sửa thì mình luôn luôn nghĩ đến cái điều tích cực. Mình đừng có nghĩ là mình làm như vậy là anh ta đánh giá mình ra sao. Mình không có không so sánh, không lo sợ. Cho dù chị yêu người đó đơn phương đi nữa mà chị cảm thấy vui vì cái hạnh phúc đơn phương của chị, thì chị hãy cứ tích cực mà yêu họ đơn phương. Có thế thôi. Thì từ từ những cái sự cố gắng của chị sẽ đạt được hiệu quả. Còn cái vấn đề mà chị không nên vừa tích cực và vừa tiêu cực. Nếu mà mình đã chọn con đường tích cực thì mình cứ sống trong một cái trạng thái tích cực đi, để lúc nào mình cũng có lửa, mình có nội lực, mình có được cái sức mạnh từ nội tâm, mình luôn luôn vui vẻ trong cái vườn hoa, thế giới hoa của mình, thì người khác cũng cảm thấy rất là thoải mái khi ở bên chị nhé. Rất là cảm ơn chị đã chọn tôi là thân chủ đặc biệt. Hy vọng rằng trong một tháng thì tôi sẽ đồng hành cùng với chị và đưa ra cho chị những cái giải pháp để chị xây dựng lại tình yêu hôn nhân gia đình. Và tôi sẽ truyền đến cho bạn những cái cách thức nói chuyện với chồng sao để được chồng yêu. Nói chuyện như thế nào để gọi là chỉnh sửa lưng chồng một cách khôn ngoan và khéo léo. Nói như thế nào để chồng tự động muốn quan hệ tình dục với các bạn. Nói như thế nào để chồng có thể yêu mến các bạn hơn, thì hãy tìm đến với tôi khi các bạn có những cái vấn đề khúc mắc hay là những vấn đề trục trặc trong hôn nhân bạn nhé. Xin chào và rất cảm ơn các bạn.